Chuyện gì vậy? Cổ khí tức này đáng sợ quá. Các ngươi sợ gì? Chẳng qua chỉ là một phế vật nhị đẳng tông môn, chúng ta tùy tiện đi ra một người, một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Đệ, ta biết đệ có thể chạy, đừng quan tâm đệ, đừng quan tâm ta, đệ mau đi. Chỉ cần đệ còn sống thì sở gia còn hy vọng, đệ ngàn vạn không thể chết. Chạy, hắn không có cơ hội này. Chết. Chỗ giá. À, quái vật chạy mau. Đại gia, chúng ta đều bị ép, cầu xin ngài tha cho chúng ta đi. À. Đệ, đủ rồi, tha cho chúng đi. Đệ cuối cùng đã nghe thấy tiếng của ta rồi, quá tốt rồi. Đại ca, huynh không sao chứ? Đa tạ cô Vũ đại ca đã tha cho chúng ta một con đường sống. Mau đi, mau đi. Đại ca, đều tại đệ. Là đệ vô dụng, nếu không phải là đệ đến muộn một bước, thì huynh cũng sẽ không để huynh. Không sao, không còn lo lắng. Đệ mới là hy vọng của sở gia ta. Đại ca. Sở Phong, đừng hoảng, đừng quên ngươi là một khôi bạo dễ lịch sự. Đại đáng, có cách gì có thể cứu được đại ca ta? Ta không thể để huynh ấy biến thành một phế nhân, tuyệt đối không thể. Đợn chi mà thôi, với thủ đoạn của người rất dễ có thể khôi phục, nhưng tu vi bị phế, muốn tu phục có chút khó. Có điều cũng không phải không có cách, chỉ là cách này tỷ lệ thành công rất nhỏ, trước mắt cũng chỉ có thể thử thôi. Cách gì? Đa đẳng, cô mau nói. Ở tu la giới chúng ta có một loại cấm kỵ kết giới trận, có thể cướp đoạt tu vi của một người chuyển cho người khác. Bởi vì loại kết giới trận này quá độc ác, hơn nữa tỷ lệ thành công rất thấp, vậy nên ở tu la giới chúng ta bị cấm chỉ giới linh truyền thụ trận pháp này cho giới linh sư. Có điều đây là cách duy nhất cứu đại ca ngươi, vừa hay tên đó còn một hơi tàn, có thể lấy hắn để làm dẫn đoạt tu vi của hắn qua. Nếu như thành công, đại ca ngươi có thể trở thành một cường giả nguyên vợ cảnh. Nếu như thất bại, đại ca ngươi sẽ đã cấm kỵ kết giới trận này. Có thể đợi một ngày nữa rồi làm không? Có thể thì có thể, nhưng ngươi thật sự muốn làm? Ta rất hiểu đại ca ta, đối với huynh ấy mà nói tu vi rất quan trọng. Nếu như không có tu vi, huynh ấy sống đau khổ hơn chết. Chuyện này ta thấy đại ca làm chủ. Chỉ là nếu đã làm thì làm triệt để một chút. Hôm sau, quán rượu nhỏ. Tôn nhi của ta ở đâu? Địch nhi, là kẻ nào đã làm cháu thành bộ dạng này? Rõ cuộc là ai? Cút ra để cho lão tử. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ chính là tiểu tử ngươi làm? Còn nhỏ tuổi mà đã độc ác như vậy, ta phải lột da rút gân của ngươi, bấm thay vạn đoạn. Uy ấp này. Ngươi là cái nào? Triệu gia ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại làm như vậy với cháu của ta? Ta là đệ của sở cầu vũ. Cái gì? Ngươi? À, nhớ lấy, kiếp sau có chút ký ức, người khác có thể động, nhưng người nhà của sở phòng ta tuyệt đừng động vào. Tỉnh rồi. Sở nghiệp muội, sở y đại ca, các người sao lại ở đây? Ta đang ở đâu? Quả tốt rồi, sở có vũ đại ca cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Sở phòng đệ mua trạch viện này đón chúng ta đến đây, hiện giờ chúng ta đều thoát ly tông môn, ẩn cư nơi này. Thì ra là như vậy. Như vậy cũng tốt, như vậy người một nhà chúng ta là có thể đoàn tụ rồi. Tuy là trải qua nhiều biến cố, nhưng nhìn thấy các hậu bối của sở gia ta còn có thể kiên cường như vậy, thật sự là quá tốt rồi. Cô Vũ đại ca, huynh phải nhanh quay lại, chúng ta đều dựa vào huynh để bảo vệ đó. Đồng đã cô Vũ, sở gia bây giờ do đệ chung quản, chúng ta đều dựa vào đệ. Hiện giờ ta đã là một phế nhân, không có chút lực nào. Đừng nói đến bảo vệ mọi người, đừng nhắc đến trưởng quản sở gia nữa. Cô Vũ đại ca, huynh đùa gì vậy? Huynh là phế nhân rồi, huynh không phải có được kỳ ngộ, hiện giờ đã trở thành cường giả huyền võ cảnh rồi sao? Đừng nói cô Vũ, để đừng có đùa chúng ta nữa, chúng ta biết hết rồi. Ta có được kỳ ngộ, trở thành cường giả huyền võ cảnh, sợ tiếc muội nói cái gì? Mọi người nói linh tinh cái gì thế? Đừng đùa như vậy nữa. Cô Vũ đại ca,
Huynh lần này có được kỳ ngộ, đồng thời cũng bị phản phệ. Sở Phong đệ nói, chỉ cần an tâm tu dưỡng một thời gian, tất cả đều sẽ tốt lên. Hiện giờ, Huynh đã là cao thủ huyền võ nhất trùng. Hai ngày trước, khi Huynh gặp ác mộng, huyền lực từ thân thể của Huynh tán phát ra, mọi người đều cảm nhận được. Nếu không tin, Huynh cảm nhận một chút thân thể của Huynh đi. À đúng đó, cô Vũ, chúng ta thật sự cảm nhận thấy rồi. Hôm đó ta suýt nữa là bị uy áp của đệ chết. Chuyện gì vậy? Cổ khí tức này xa hơn linh khí, là huyền lực đến nguyên lực cũng không tới được. Chẳng lẽ ta thật sự đã trở thành cường giả của huyền võ cảnh rồi sao? Bản thân rõ ràng đã thành với nhau, sao có thể kỳ diệu trở thành một cường giả huyền võ cảnh? Hay, ta vậy mà thật sự đã trở thành cường giả huyền võ cảnh rồi. Đây không phải là nằm mơ đi. Hai chàng đã bị phế có đã khôi phục, vậy mà còn linh hoạt hơn, có lực hơn trước. Cô Vũ đại ca, tất cả đều là sự thật, Huynh thật sự đã là cường giả huyền võ cảnh rồi. Sở Phong nói với bên ngồi, là bởi vì gặp kỳ ngộ, bị phản phệ mới hôn mê, trải qua tu dưỡng mới khôi phục. Đến lúc đó, Huynh sẽ là cao thủ huyền võ nhất trùng, Sở gia cũng sẽ do Huynh làm chủ. Phong đã dùng cách gì khiến cho Sở gia tiểu bối cam tâm tình nguyện rời khỏi tầng môn, toàn bộ tụ tập đến đây? À cái này mà, Phong đã dùng thực lực của đệ ấy thuyết phục người Sở gia. Thực lực này chính là hứa cho mọi người một lượng lớn tài nguyên để tu luyện. Tài nguyên này do Huynh ấy nắm giữ, mỗi tháng sẽ đúng lúc chia cho mọi người. Hiện giờ Huynh là gia chủ Sở gia. Là tài nguyên tu luyện thế nào khiến mà tất cả người của Sở gia biến thành bộ dạng hiện giờ? Trời ạ, đây, trong túi càn khôn này vậy mà có nhiều linh dược như vậy, hàng vạn nguyên dược, ngàn cây nguyên châu, thậm chí còn có nhiều bảo dược vô giá. Đệ này của ta rốt cuộc là đã trưởng thành đến mức nào rồi? Thanh Long Tông, tranh kỹ trường. Ấy, xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao nhiều người như vậy? Có chuyện gì lớn? Mới quên rồi, năm đó đệ tử ở trong tông có một trận ước chiến. Hẹn vào hôm nay, đệ tử nào ước chiến có thể dẫn đến chấn động lớn như vậy? Đến 6 vị trưởng lão hộ các cũng đến rồi. Cái này, mô cũng không biết, đương nhiên là trận chiến sinh tử giữa Cung Lộ Vong và Sở Phong rồi. Thì ra là vậy, vậy thì thật sự là có trò hay xem. Bẩm báo lục vị đại nhân, người của hai nhị đảng tầng môn gần đây đều đến rồi. Bước đầu tính toán ít nhất là có nhân mã của 20 mấy tầng môn. Sao bọn họ lại đến? Chẳng lẽ là bọn họ nghe nói chuyện này của Thanh Long Tông ta? Vừa rồi đệ tử có hỏi, là Chu Các Lô Văn Tông, là Chu Các Lô Văn thông báo cho họ. Chu Các Lô Văn, Chu Các Lô Văn giở trò gì thế? Vậy mà lại không thông báo chúng ta, đã lấy danh nghĩa của Thanh Long Tông ta phát ra thư mời như vậy. Có lẽ là sợ Cung Lộ Vong nuốt lời quy tắc ước chiến nhiều năm đó, vậy nên muốn mời những người của những tông môn này đến để chứng kiến trận chiến này. Dù gì Chu Các Lô Văn mạnh hơn nữa, cũng không thể nào mạnh hơn các Huyền Võ Thành. Huống hồ hiện giờ đằng sau Huyền Võ Thành còn xuất hiện ra một vị Lâm Nhiên, đó là tổng quản của Kỳ Lân Vương Phụ đấy. Những chuyện này ta cũng sớm đã nghe nói rồi. Lão tạp mau ích kỷ Chư Các Lô Văn này có thể vì Sở Phong làm đến mức này, có thể thấy hắn đối với Sở Phong thật sự không tệ. Có điều